Rồi, kênh Dân Miền Tây Làm Nông xin kính chào khán giả nha. Thì hôm nay là 26 Tết rồi. Không biết là có ai đã về cội nguồn, đã đi giấy mộ chưa? Thì hôm nay thì năm nay là Hiển sẽ về Long Xuyên, Hiển làm việc cái mảng là bên nhà vợ. Nước bên đây nghe thả. Còn nhà bên Hiển làm rồi. Thì không biết là khán giả nào có làm giống như Hiển chưa? Xin chào quý vị. Mình là Quỳnh Xuân, quê ở Long Xuyên, An Giang. Hôm nay mình viếng chùa Sư Vị, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang, và viếng mộ phần của ông bà, cha mẹ. Đó, các anh chị cháu đồ đang rửa mộ phần ba mẹ, ông bà. Chúng ta hãy nhớ về cội nguồn nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chính Phượng với năm giàu nhớ thắp nhang người nguyện cầu nha, vui vẻ lên. Sức khỏe bình an. Thank you. Rồi thì bây giờ đó là cái chương trình của mình đó bạn ha. Đây thì gồm có là nhà cái rửa, cái cúng nè, mình rửa luôn cả cái phần bát trang rồi bình bộ rồi nè các bạn nha. Quay bát chào với các bà. Đây rồi vị thứ 8 của mình ha. Còn cái ông mặc cái áo vàng vàng cái là cậu 7 của mình, mình giới thiệu luôn. Còn cái thằng mà chổng mông kia là thằng cháu con dì Tám. Hết boy đó nghe, hết boy nha. Hết boy Đông Xuyên nha. Đó, đây là hết boy của bà Tám với thằng con của mình. Không lấy mặt đó mày. Để che mặt đó rồi. Đâu có quay được mà, màn hình thế mà. Rồi, xong bây giờ cũng có ít ha. Hoa nè, hoa Tết nha. Thì Tết là phải có mai ha. Tết đó thì cũng cái nào cũng phải vậy các bạn à ha. À, có mai có dặn thọ. Đây là mộ, phần mộ của ngoại vợ mình nè ha. Bên đây là ông ngoại vợ. Rồi xong. Đây là cái cảnh hậu trường nhà mình nha các bạn. Hậu trường chuẩn bị bài ra cúng. Gì của mình đang làm không chị? Năm trái vậy đẹp vậy đó. Con sao bự lớn nữa vậy? Con thấy không? Mà con sao bự lớn kìa. Cái bự chứ mình nở luôn. Bà Tám bà về đâu? Đó con bự, có bự, có con sao bự gì bá lửa nè. Đâu? Rồi. Đây là cái hậu trường các bạn nhé. Đó, thì bây giờ là tới cái phần chuẩn bị bài lên cúng, mấy đứa em mình nó đang làm. Thì hôm nay thì mình đến thì mình hoa quả vệ sinh cái phần chén ly với bình bông, thay cho thay cái cát bát hương nha. Cái phần còn lại là ở đây thì mình cúng cho ngoại của mình thì phần lớn là đồ chơi các bạn, không có cúng mặn nha chơi. Yeah.
Thì ở đây ông bà ngoại mình ngày xưa là có phụ việc ở bên chùa. Phụ việc ở bên chùa thì được phần đất ở bên chùa để lúc là mất á, mình được chôn ở đây gần cái đài chư vị. Rồi cái này có ai à, cái chung ở phần này để cho chung cái chén hoa quả, cái bệ đỡ từ 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 chưa đốt nhang mà cái này của má rồi phải không? Nè, má rồi không? Dạ, rồi. Thì mình chỉ có vậy thôi các bạn ha. Những cái thứ mà ông bà ngoại ngày xưa hay ăn á, thì mình chỉ cúng những cái phần nào mà ông bà ngày xưa hay ăn, thì gồm có là trái cây ha. Ông bà ngoại mình thì bà thích bí gì các bạn? Bà thích bún ha, bún dư bánh bò với bánh da lợn. Còn về phần ông ngoại của mình á, thì về phần ông ngoại của mình á, thì ông ngoại thích những món này đây, mình sẽ vừa các bạn xem. Thì sinh thời thích cái gì thì sau này chết mình sẽ cúng vào cái đó thôi các bạn. Kính lên. Thì ngoại ông ngoại nhà mình thì ông ngoại mình thích cơm tấm hơn. Cơm tấm, bánh tét, đầy đủ bánh nè. Ở ngoài mình ngày xưa ổng là cái người nấu ăn rất là hay, nên ổng nấu được nhiều thì ổng thích ăn nhiều món hơn, mình cúng những món nào mà ổng thích. Một mình ổng gồng gánh nuôi 10 người con nha các bạn, bên vợ mình, 10 người con, trong đó có con vợ mình nữa. Thì như đây là chỉ có một đôi flash về hiển quay về cái việc mà đi tảo mộ cuối năm, ai thì cũng làm được thôi, không phải là riêng mình Hiển. Nhưng mà có cái thì mỗi người làm mỗi kiểu, thì hôm nay các bạn có cái kiểu của mình làm có lý không nha. Còn phần còn lại những người mà người ta đã xin tiền, người ta đã mất thì đa số là mình nên cúng tương các bạn nha, cúng tương để tâm hướng Phật nha. Tí nữa đi mình sẽ quay cả cái cảnh chùa cho bạn xem nha các bạn nha. Đây là cái cảnh chùa, mà cái nơi mà mình mỗi năm mình làm từ thiện á, là mình có làm ở chùa này ha. Mỗi năm hôm nay thì Hiển có làm từ thiện, không biết sao dịch ha. Hiển có cảnh ở chùa cho các bạn xem. Đây là địa chỉ của nó là chùa Phước Hưng, chùa gì ta, Phước Hưng đúng rồi, ở Mỹ Hòa Hưng nha các bạn. Nhưng mà Hiển mà có nói sai tên chùa thì bạn thông cảm không? Tại vì mình đi nhiều rồi cái mình cũng không để ý tên chùa nữa. Đây là quang cảnh của chùa nè các bạn. Thì mình làm cái clip này nè để mình mục đích của mình là để sau này á, có con có cái mình nó lớn á, mình già đi rồi á, con cái mình nó xem, nó biết ngày xưa ba nó sống làm sao, ba nó như thế nào các bạn. Thì hôm nay thì chỉ có làm như đó thôi chứ cũng không có ý gì các bạn ơi. Máy của Hiển đang bị sao á. Hồi nãy mới chuột chặt cái máy chút. Cái máy Trung Quốc thì nó cũng xì cúc các bạn. Nó muốn lên cơn là nó lên. Hiển quay tổng thể cái chùa này nha. Ở
thấy gì không? À, gốc mai lớn dữ ha. Mai này chắc mai xẻ quá. Mai xẻ đúng rồi. Xẻ dảo đây. Đúng rồi, mai xẻ năm cánh các bạn. Đây là khuôn viên của chùa ấy, nó xung quanh này. Thiển cái chùa này Thiển đã qua nhiều lần lắm rồi, mà có cái đợt này Thiển quay clip lại thôi. Thì đến đây thì Thiển sẽ kết thúc clip ở đây, là xong cái hành trình Tết của Thiển thế nào các bạn ha. Mình cũng phải làm chọn bộ phận của mình. Thì tôi đến clip này là kết thúc ở đây. Thì cảm ơn quý khán giả đã xem nha khán giả.